Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình đi đánh ong các bạn ạ. Hôm qua thấy có một ông chú ra đến nhà bảo là làm dễ đây này, thì có hai tổ ong đất các bạn ạ, nên là bảo mình đi đánh nha các bạn ạ. Bây giờ mình gần đến nương các bạn ạ. Đó, ở cái nương này nha các bạn nha, nhưng mà ở bên dưới nhá, không phải bên trên đâu. Giờ mình đi cái mình thế mình đi mình thấy mình qua cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình đã đến nương rồi các bạn ạ. Họ làm cỏ dưới này nha các bạn nhá. Họ bảo là thế có hai tổ ong đất ở đấy nhá, không biết là tổ to hay tổ bé các bạn ạ. Hôm qua thế bảo nên là mình quyết định mình lên mình đánh, mình quay video cho các bạn cùng xem nhá. Giờ mình đang đi này. Không muốn cá hả thầy Nguyễn? Đi khó đảo. Ừ. Đi khai đạn đấy nè vậy. Thì có chỗ này chứ. Mỗi chẳng lưu có cùng cái này lũ phá mỏng cái cùi. Thì cùi thêm mua cùi đi. Quay mất quay chuẩn. Làm cái to hả? Quay dở dành xong cái hả? Cái nào mất chú hả? Cái chú xong cái hả? Mà quay có ngày nào. Đây là một chú gấu nha, bắt đầu đi mở ong. Đây là loài gấu rất là khủng khiếp, bắt ong tại thật cốc. Mình lại tiếp tục đánh tổ ong đi làm đêm nha các bạn nha. Ong nên nó thường hay đi kiếm ăn đêm các bạn ạ. Ban ngày thì nó ngủ nhé. Đó đây. Đó này bé thôi các bạn. Không to đâu. Bây giờ mình sẽ đi đánh tổ ong cá nha các bạn nha. Tổ này không biết có đánh được không các bạn ạ. Thank you.
chứ à phải hú tè phải hú tè mới buông ngài là cái à chụp kia hả là cái toàn mẹ toàn đủ rồi nè toàn mẹ 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 toàn mới à lấm sợ